Xin chào anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại anh chị trong cái buổi review lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị có thể thấy rằng là thị trường của chúng ta biến động trong một cái biên độ nó khá là hẹp. Đây ở đây chúng ta có thể thấy trong một cái khung 1 giờ, chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên cuối cùng của tháng, thì khi mà cửa thị trường đã có một cái đà tăng khá là tốt trong cái sau cái phiên mở cửa. Tuy nhiên thì áp lực bán xuất hiện sau đó ở từ khung 10 giờ chiều 10 giờ sáng, áp lực bán xuất hiện và chỉ số cứ thế là giảm trở lại trong đến cuối phiên và đóng cửa ở mức 1.000, chỉ số VN-Index đóng cửa mức 1.342 điểm cho phiên hôm nay. Cái khối lượng giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì cũng tiếp tục duy trì ở mức khá là thấp và tiếp tục sụt giảm so với hai cái phiên trước đó. Thì ở đây chúng ta nếu chúng ta nhìn thuần về nến thì chúng ta thấy rằng là sau một cái phiên mà thị trường bị bán rất là mạnh. Đây cái phiên này là cái phiên mà chỉ số giảm gần 2%. Thì ba phiên gần 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 đây thì để coi là ba cái phiên hồi phục lại sau một cái phiên giảm mạnh này. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn ở góc độ hồi phục thì chúng ta thấy rằng cây nến đầu tiên, cây nến hồi phục với mức tăng hơn 1%. Cái cây ngày thứ hai thì chúng ta thấy, và cây ngày thứ ba chúng ta thấy cái gì, chúng ta thấy rằng là cái thân nến nó rất là nhỏ, rất là nhỏ, cho thấy rằng là cái đà tăng, cái đà hồi phục đang bắt đầu nó có dấu hiệu yếu dần, và kèm theo đó là cái thanh khoản cũng thế, thanh khoản nó cũng đuối dần sau hai phiên vừa rồi, cho thấy rằng là đến ngày hôm nay cái khi mà chạm vùng 350 này thì chỉ số VN-Index bị bán ngược trở lại, cho thấy rằng là cái đà hồi phục của ba phiên gần đây nó đang yếu đi khá nhiều so với phiên ngày hôm nay. Và nhìn tổng thể hơn một chút thì chúng ta thấy rằng là cái xu hướng của thị trường đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn chưa có một cái gì thay đổi so với thời điểm đầu tháng 9, khi mà chúng ta vẫn đi trong một cái ngang, trong một cái biên độ từ 1.320 cho đến 1.360 điểm. Và trong cái khoảng thời gian này thì chúng ta có những cái cây nến bán mạnh và hồi phục trở lại. Ngày hôm qua ngày mà tổng cục thống kê đã công bố về cái GDP quý 3, trong đó thì GDP quý 3 đã tăng trưởng âm hơn 6%, là cái mức mà giảm lớn nhất kể từ khi mà Việt Nam mà thống kê cái chỉ số GDP theo theo hàng quý, và thị trường cũng đã phản ứng cũng không quá tiêu cực đối với cái thông tin này, khi mà đa số thì các nhà đầu tư trên thị trường cũng đã biết, đã nắm được là cái kết quả cái tăng trưởng GDP của quý 3 gần như là tăng trưởng âm. Còn tiếp theo thị trường sẽ có đón nhận một thông tin cũng không được mấy tích cực, đó là cái kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp trên sàn, khi mà cái quý vừa rồi là cái quý mà hầu như các tỉnh thành lớn ở trên toàn quốc đều đóng cửa, đều lockdown, và các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong trong cái sản xuất ba tại chỗ, thậm chí có những doanh nghiệp còn dừng dừng hẳn sản xuất do là tình hình dịch Covid nó tiến triển khá là phức tạp. Do đó thì kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp thì gần như là sẽ khá là tiêu cực, và thị trường chúng ta cần phải chờ thêm một thời gian để chúng ta đánh giá xem cái thị trường nó phản ứng như thế nào đối với thông tin đó. Như về tổng thể thì thị trường vẫn đang trong một cái biên độ, trong một cái giai đoạn thị trường không có xu hướng, khối lượng giao dịch càng ngày càng sụt giảm. Do đó thì anh chị sẽ cảm thấy rằng là cái giao dịch trong ngắn hạn là thời điểm hiện tại này, nó cực kỳ là khó chịu, nó rất là khó chịu khi mà cổ phiếu nó gần như biến động trong một biên độ nó rất là hẹp, là cổ phiếu mua cổ phiếu và nắm giữ gần như cổ phiếu không bị động luôn. Thì đó là một cái gây ra một cái tâm lý nó cũng khá là ức chế khi mà giao dịch ở cái thời điểm hiện tại. Chúng ta nhìn tổng thể thị trường thì chúng ta cũng vẫn thấy rằng là thị trường chưa có một nhóm dẫn dắt chủ đạo để có thể mà giữ nhịp cho thị trường. Nhóm ngân hàng thì vẫn tiếp tục giao dịch ở một cái vùng giá rất là thấp và cũng chưa có sự cải thiện trở lại.
đáng kể của khối lượng giao dịch. Do đó thì cũng rất khó để có thể kỳ vọng nhóm ngân hàng có sự khỏe sớm trở lại trong thời gian tới. Trong khi đó các nhóm cổ phiếu chứng khoán thì sau cái phiên bị bán mạnh thì những cái phiên hồi phục gần đây cũng khá là yếu. SSI thế thì rất là nhiều khả năng là nhóm này cũng sẽ chịu áp lực giảm trong trong thời gian tới. Nhóm cổ phiếu về đến thời điểm hiện tại của thị trường thì chúng ta thấy là có hai nhóm cổ phiếu mà đến thời điểm này còn rất là tích cực, đó là về nhóm cổ phiếu ngành thép, trong đó có Hòa Phát và Hoa Sen, hay là nhóm cổ phiếu về dầu khí, chúng ta có gas, hay là một vài cổ phiếu khác như PVD, PVS, thì là những cổ phiếu mà còn tích cực đến thời điểm hiện tại. Do đó thì nếu anh chị nào mà có giao dịch thì chúng ta cũng chỉ nên tập trung vào những cổ phiếu này thôi. Thứ nhất là nhóm thép, thứ hai là nhóm dầu khí và thứ ba là nhóm bất động sản. Trong đó bất động sản như trước chúng ta có trao đổi với cổ phiếu HDC thì cổ phiếu này vẫn tiếp tục giữ được cái đà tăng trong giai đoạn hiện tại. Thậm chí hôm nay cổ phiếu đã chớm vượt đỉnh trước đó. Hay là một vài cổ phiếu khác như là Nam Long là một cổ phiếu cũng có cái điểm tích cực đến hiện tại. PNG thì hôm trước chúng ta có trao đổi trong cái video hôm trước thì PNG hôm nay đã có một cái phiên tăng rất 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 là tốt. Nên nếu anh chị đã tham gia được PNG trong phiên ngày hôm nay thì rất chúc mừng anh chị. Còn nếu anh chị nào mà chưa kịp mua vào PNG thì chúng ta rõ ràng chúng ta phải chờ đợi rồi. Bởi vì sau một cái phiên tăng mạnh như này chúng ta thấy cái thân nến rất là lớn, tăng gần 6%, khối lượng giao dịch lớn thì thường thường là sau những phiên đó thì sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Đây. Thì chúng ta hạn chế, nếu ai mà chưa tham gia cổ phiếu này chúng ta sẽ chờ một nhịp điều chỉnh chúng ta vào thôi, chứ chúng ta không nhất thiết phải mua đuổi ở cổ phiếu này. Ok, về ngành thép thì chúng ta có Hòa Phát. Hòa Phát thì nếu anh chị nào mà chưa có cổ phiếu này thì hoàn toàn có thể cân nhắc mua cổ phiếu này trong phiên giao dịch sắp tới, và chúng ta sẽ cái vùng là chúng ta có thể mua nó sẽ nằm ở đâu đó quanh vùng 52.5 cho đến 52.5 là cái vùng là tốt để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cho cổ phiếu Hòa Phát này. Hoa Sen thì mấy phiên ở đây đang có dấu hiệu yếu hơn so với Hòa Phát, do đó Hoa Sen thì chúng ta có thể chờ thêm. Hoa Sen thì đang có cái vùng quanh 44 này này, là một cái vùng mà cũng khá là vững của cổ phiếu này. Đây chúng ta thấy là vùng 44 này, 44-45 này, cái vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng cổ phiếu này nó điều chỉnh trở lại, nếu có để sắp tới chúng ta mua vào. Và tương đương với đường EMA của 21 phiên này là vùng giá 44-45. Cổ phiếu dầu khí, cổ phiếu gas thì chúng ta thấy gas đang ở một cái vùng đỉnh trước đó đây. Ngày hôm nay chạm vào vùng này thì cổ phiếu nó bật chạm trở lại. Chúng ta nhìn về gas này chúng ta sẽ thấy được gì? Thứ nhất là sau một cái phiên tăng mạnh như này thì phiên ngày hôm sau, thứ nhất là cái độ rộng của đấy nó đã giảm lại rồi. Phiên hôm trước là phiên tăng 5,67% thì phiên hôm sau nó chỉ còn lại tăng là 1,79%, và phiên hôm nay chỉ còn lại 0,21%, và chúng ta thấy là khối lượng giao dịch nó tiếp tục nó suy giảm. Điều này cho thấy điều gì? Điều này cho thấy rằng dòng tiền trên thị trường rất là yếu, thế nên nó không thể nào nó duy trì những cái phiên tăng giá liên tục và với một khối lượng tăng liên tục được. Sau đó những cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể có cơ sở để chúng ta chờ đợi những cái vùng nó điều chỉnh lại đây quanh vùng 92 cho đến 94 này. Thì chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào phiếu này thôi, chứ chúng ta không nhất thiết chúng ta phải vội thì điểm hiện tại nếu chúng ta muốn mua vào những phiếu này, bởi vì chúng ta có cơ sở. Vì sao? Vì trước đó này, vùng này chúng ta đã thấy có 3 lần này, lần thứ 3 xuống chạm vùng này và đang có phần giá, chúng ta hoàn toàn có thể chờ. PVD thì cũng thế. PVD thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy một cái dấu hiệu của việc khối lượng nó tăng gia tăng trở mạnh trở lại so với các phiên gần đây, tức là cái động lượng để cổ phiếu nó có thể tăng tiếp ở trong thời gian tới sẽ không nhiều. Đó những cái vị thế này chúng ta có thể quan sát, chúng ta chờ những cái vùng giá thấp này thôi, 21.5 đến 22 thì chúng ta có thể cân nhắc mua vào, rồi chúng ta cũng nên mua đổi những cổ phiếu này. Cái PVS cũng thế. PVS thì cũng đang thấy rất là yếu, khối lượng giảm dần sau 3 phiên. Đó thì đó là những cái mà chúng ta có thể chờ những cổ phiếu này để chúng ta muốn mua. Thì phiên làm xong phiên này thì Linh thấy có một cổ phiếu là Nam Long, một cổ phiếu mà cũng khá là tích cực. Thì tại sao nó lại tích cực thì mình phân thêm ở đây một chút để anh chị có thể
có thể nắm rõ hơn về cổ phiếu này. Chúng ta nhìn sang cái đồ thị AMI này cho nó dễ nhìn. Đây thì chúng ta thấy Nam Long trước mình vẽ sơ đồ. Thứ nhất nó đang ở cái giao dịch ở vùng, nó là cái tổ hợp của các hai vùng hỗ trợ. Thứ nhất là đường trung bình, đường 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 trung bình động MA 50 này. Nhất, cái thứ hai là cái đường hỗ trợ nằm ngang quanh 42 này. Đó thì đó là đang cổ phiếu đang giao dịch trong vùng hỗ trợ này. Và một có một cái tín hiệu đặc biệt là chúng ta thấy rằng sau một cái phiên giảm này này. Cái phiên này là cái phiên mà thị trường giảm gần 2% này. Thì ngay sau đó Nam Long nó lấy lại toàn bộ cái phiên giảm đó, thậm chí là chúng ta thấy một cái cặp cụm nến, là một cụm nến gọi là bao trùm đây. Đây, cụm nến này, cụm nến bao trùm này. Lượng giao dịch cũng tốt. Đó thì đó, chúng ta hoàn toàn có thể chờ cổ phiếu này, tức là chúng ta sẽ mở mua cổ phiếu này nếu giá trong các phiên sắp tới nó vượt trên vùng giá 42.5 là chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào. Đó, tức là chúng ta sẽ mua nếu giá nằm trên vùng 42.5 và chúng ta đặt cắt lỗ quanh cái vùng dưới này. Chúng ta có thể quản trị tự do những cái vùng dưới này quanh vùng 41 đến 42. Chúng ta có thể cắt lỗ quanh vùng giá này. Thì đâu đấy và chúng ta kỳ vọng lên tầm lại quanh tầm 45 đến 46 này. Cái giá chúng ta sẽ kỳ vọng cho một cái nhịp mà còn lại trên này. Thì rõ ràng đấy là một cái mức lợi nhuận trên rủi ro kỳ vọng cũng khá ok. Đây là một cái hội. Thì tiếp theo là về Kim Bắc. Kim Bắc chúng ta cũng thấy rằng là cổ phiếu hiện tại đang giao dịch ở vùng đỉnh. Và cái phiên này là cái phiên mà công bố thông tin về việc là Thủ tướng Chính phủ của Chủ tịch nước chúng ta sang Mỹ và ký kết hợp đồng với các công ty ở Mỹ để thuê khu công nghiệp của Kinh Bắc. Thế nên cổ phiếu đã tăng rất mạnh trong phiên này. Nhưng sau đó thì thị trường cái cây này, cây đặc biệt là thị trường bị giảm điểm này, thì Kinh Bắc cũng bị giảm 6%. Và phiên ngày hôm sau ngay lập tức cổ phiếu đã lấy lại được cái đà tăng. Và đặc biệt hai phiên này chúng ta thấy gì? Hai phiên này chúng ta thấy là hai phiên mà có thể coi là hai phiên test cung. Hai phiên này hai phiên test cung khi mà thân nến đóng cửa một cái nó khá là hẹp, tức là giảm còn tầm không chưa đến 1%. Khối lượng giao dịch hai phiên này khá là thấp, tức là ít người bán ra thì hôm nay. Thì do đó nếu mà trong phiên sắp tới mà chúng ta thấy là Kim Bắc mà trở lại đây, tức là gì? Tức là nếu mà vượt cái vùng giá 44.2 đến vùng 4.5 thì đấy là cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào đối với phía Kim Bắc này. Thì đấy là hai cổ phiếu bất động sản mà Linh nghĩ rằng cũng khá là ổn trong 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 thời gian tới mà có thể quan tâm. Thị trường giai đoạn hiện tại rất là thiếu dòng tiền, do đó thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu nó sẽ rất quan trọng. Cái đà phân hóa của thị trường, cái đà phân hóa của thị trường đến mấy phiên giao dịch gần đây nó càng ngày càng thu hẹp. Do đó thì cần phải lựa chọn cổ phiếu cực kỳ kỹ, và chúng ta cũng phải chủ động trong việc mà chúng ta mua cổ phiếu nếu cổ phiếu đấy đó nó đã xác nhận tín hiệu. Tránh trường hợp chúng ta mua đuổi thì khi đó cái lợi thế của chúng ta nó sẽ bị mất đi khá nhiều. Tổng kết lại thì phiên thị trường ở thời điểm hiện tại vẫn đang trong một cái vùng sideways từ 1.320 đến 1.360 điểm, và dòng tiền tiếp tục suy giảm đến thời điểm đến hết phiên ngày hôm nay, dòng tiền tiếp tục suy giảm cho thấy rằng là cái giao dịch trong ngắn hạn ở thời điểm này nó sẽ cực kỳ khó chịu. Và cái việc mà lựa chọn cổ phiếu để giao dịch nó sẽ rất quan trọng ở thời điểm này. Do đó thì ở đây mình có đưa ra một vài cổ phiếu này anh chị có thể tham khảo trong trong các phiên sắp tới. Thứ nhất là chúng ta có Hòa Phát này, thì chúng ta có thể cân nhắc mua vào ở cái vùng giá 52 thì đến 52.5. Đó là cổ phiếu Hòa Phát 52.5 cho đến 52 cho đến 52.5 cái vùng chúng ta sẽ mua vào cổ phiếu này. Đó, thứ hai là cổ phiếu Hoa Sen. Hoa Sen chúng ta có thể mua vào quanh vùng giá 44 đến 45. Rồi, tiếp theo là gas. Gas thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu điều chỉnh lại quanh cái vùng 92 đến 94 này. Chúng ta có thể cân nhắc. Rồi. PVD trực tiếp chúng ta phải chờ điều chỉnh quanh cái vùng giá 22 này, 21.5 đến 22. Nam Long, nếu mà phiên giao dịch sắp tới Nam Long vượt cái vùng giá 42.5 thì có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu này. Tiếp theo là Kinh Bắc. Kinh Bắc nếu mà phiên sắp tới mà vượt cái vùng 44.5 chúng ta có thể cân nhắc mua vào cổ phiếu này. Tuy nhiên thì ở giờ trong bối cảnh thị trường chung nó đang không có xu hướng và cái dòng tiền khá yếu, nên nếu anh chị có tham gia thì chúng ta thì chỉ tham gia bằng tiền mặt thôi. Chúng ta hạn chế sử dụng margin ở thời điểm hiện tại.
để tránh cái rủi ro biến động mạnh của thị trường ở thời điểm này. Cảm ơn anh chị đã liên đã tham gia đã theo dõi cái video này, và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video review lại thị trường trong các phiên giao dịch sắp tới. Cảm ơn anh chị.